Vâng ạ, bây giờ nếu bạn xem cái link hướng dẫn của mình không hiểu ấy thì bạn hãy xem video này. Video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng nhập vào tài khoản Lightroom này. Đầu tiên bạn tải app Lightroom ạ. Sau đó bạn vào app. Bạn vào cái dòng này ạ. Sau đó bạn đăng nhập tài khoản mình vào. Sau khi bạn đăng nhập tài khoản của mình xong thì nó sẽ yêu cầu bạn nhập một cái mã xác minh ạ. Mã này nó sẽ gửi về số điện thoại của mình. Thì bạn inbox cho mình để mình gửi mã cho bạn vào ạ. Vâng ạ, vậy là xong bước đăng nhập tài khoản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn bước download bộ màu của mình về máy của bạn ạ. Thì bạn vào đám mây này giúp mình ạ. Trước tiên thì bạn bật cái này lên cho mình ạ. Bạn bật cái này lên nha. Thì để nó load cái vòng này. Khi nào nó load xong ý, thì tất cả bộ màu của mình đã được cập nhật lên ạ. Bây giờ mình vậy là xong bước download màu ạ. Bây giờ bước tiếp theo là mình hướng dẫn cho bạn cách để tránh đồng bộ ảnh của bạn lên tài khoản của mình và người khác thấy ảnh của bạn khi bạn chỉnh ấy, và bạn thấy hình ảnh của người khác. Thì sau khi nó load cái này xong thì bạn tắt cái này đi ạ. Tắt ạ, như vậy là tắt ạ. Vâng ạ. Bạn có thể xóa hết những ảnh này đi. Rồi. Tiếp theo là bạn vào đây ạ. Rồi, hình răng cưa này ạ. Bạn vào dòng này. Bạn tắt cho mình tất cả cái này đi. Như mình là tắt rồi ạ. Vâng ạ. Vậy là xong bước tránh đồng bộ ảnh lên tài khoản. Bước tiếp theo là mình hướng dẫn cho bạn chỉnh ảnh. Thì mình chọn một ảnh bất kỳ ạ. Ảnh này nha. Sau đó mình vào cái chức năng này. Mình vào cái dòng này, cái chọn cái này nha. Đây là tất cả bộ màu bên mình ạ. Thường thì mình sẽ dùng 5 bộ màu đầu tiên này. Và cái bộ bộ này nha. Và mấy bộ nữa nếu bạn cảm thấy hợp với ảnh gốc của mình thì bạn dùng. Bây giờ mình chỉnh cái bộ này nhá. Chọn màu này. Nếu bạn không ưng màu này bạn chọn bộ khác. Chọn bộ lá đỏ nhá. Thì bộ này. Hoặc là bộ này. Sau khi bạn chọn màu phù hợp xong bạn ấn vào cái tick này. Nếu bạn muốn chỉnh lại ảnh của mình phù hợp với mình hơn ý, thì bạn vào thể chỉnh vào hai cái này nhá. Vào cái này này. Rồi có thể vào mic này này. Vậy nha. Sau khi bạn chỉnh xong thì bạn vào cái này này để lưu ảnh này. Vào cái này. Vào này ạ. Vâng ạ. Vậy là hoàn tất cách chỉnh ảnh. Và bây giờ mình lưu ý là tài khoản này bạn nên chỉ đăng nhập một lần và bạn không đăng xuất tài khoản ra nha. Và bên mình có bảo hành là nếu bạn đổi máy thì mình sẽ cấp lại tài khoản cho bạn. Vâng ạ. Mình cảm ơn ạ.